Dạ, Hương xin chào quý bà cô chú anh chị các bạn. Thì Hương sáng hôm nay Hương đi dỡ dớn nha cô chú, thì mưa bão nè, giờ cái chòi của Hương nó ngập hết trơn rồi. Giờ mình đi ra ruộng để mình đi dỡ dớn. Hương mời cô chú anh chị các bạn cùng đi dỡ dớn với Hương nha. Trời mưa, mưa bão hay sao vậy? Đang trời lâm đông, nghiêng lắm, mưa lắm. Ủa bên đó trồng nguyên vàng đồ gãy kìa. Tôi quay cái bồn nguyên nhớ là để về xuống. Đặt rộng lắm, cái bồn của nguyên rộng lắm. Giờ là Hương tới cái giớn này, nhìn mê quá trời mê rồi. Xuống xuống dở đi ha. Để dưới đây luôn đi, thấy nó nhảy 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 nhảy. Nó sập sập đi, mỏ mấy con cá chết nó nổi này lại. Cái giớn nó sập nó chạy này. Đậu con kia nó bội rồi, tức là lặn. Hết xong, sạch sẽ. Có không chăng? Có công ty bị đứt hả? Hả? À, tới ba cái vớn là Hương mới đi dỡ có một cái thôi mà nửa thao rồi. Xong một cái rồi.
tiền theo rồi. Ủa cá nó chết dữ vậy trời. Kéo xuống nữa trời ơi. Ủa cái lô ký tập hợp luôn bự không nè. Vô mánh rồi cô chú ơi. Cô chú anh chị các bạn ơi, này Hương vô mánh rồi. Trời ơi mở lần nào luôn. Đây đây đây. Cá lô kiến quá bự. Có lương nữa. Đầy còn sao luôn á chứ. Trời ơi, mới có hai cái thôi mà đầy còn sao rồi. Mấy cái cách chết chết này nè, để dấn được sập á, để mai mình đập xuống chạy. Mưa nó tới đây chưa dỡ được nữa. Mưa này tới đây nó chưa dỡ nữa được rồi.
giờ cá luôn. Đây mấy con cá ở dưới xuồng này tí xíu để mình xử sao giờ mình lên trển mình lựa cá. Ba cái vớn mà tới một thao cá luôn. Con cá sặc nhỏ hay gì phải không chú, nó mới chết vậy á. Con cá vô phân tích. Hết rồi, tôi đi cho tôi đưa cái thùng này tôi đi xúc cá với con ít. Nó dằn ra quá trời. Thôi ra chú mọi người. Con thấy con vài con á. À, cá sặc mình để riêng, cá lau kiến mình để riêng. Rồi đây là ớt để riêng nữa. Phân loại ra. Phân loại ra. Mua ốc vậy. Dạ. Chết rồi, ướt cái này có sao không? Có sao đâu con. Giác này thấy mốt cơm mà, mặn tốt ngày đây mà. Cổ cá nó sặc này là món đã luôn. Chốt cái chân. Cái chân, cái chốt nè, nó đâm nè. Buổi sáng được không? Dạ. Anh nhờ mấy máy bay vậy vậy? Dạ. Quá trời đi. Có lồng tông này cũng bán luôn, hay chung cá mồi luôn hay thế mốt hả? Ừ, lồng tông này. Có lồng kiến này nó bự. Bữa nay cá không được tươi ngon rồi hôm qua. Hôm qua đẹp. Ừ, khủng. Ừ, quá rồi. Cái sạch nha, vô chung. Cá hơi xình quá. Trời ơi, tao nói ngạo qua cà lòng tông. Thấy mê không chết luôn. Nhảy đập luôn phải thấy mốt. Ừ. Điền qua chú giải sức. Dạ. Mày ăn xuống dễ. Lâu kiến nhiều dữ. Mấy cá lâu kiến mày vô nhiều cũng cá. Cũng quậy chứ cá chết vậy. Tí nữa mình phải rửa ra hả Thế Mốt? Dạ, thì một thao cá mình phân loại ra đây thì được một đống cá lóc kiến luôn nè. Ở đây thì cá chốt với cá sặc. Còn trong đây là ớt. Còn hai cái thao này là cá mồi nhỏ nhỏ mình để làm cho cá mồi ăn á. Còn đây là con cá chê con Hương lựa ra đựng ít để về Hương thả Hương nuôi. Còn ở đây là cái này sô lương của Phúc Đặt nè. Quá trời luôn. Mà lứa lứa không em chú ha. Lứa lứa không à. Ôi Phúc gì đặt được nhiêu đây luôn. Cái này hơn ký hả chú hả? Rồi, cái này rửa không đi Mốt, con phụ rửa cho. Dạ, thì video đi dở dớn á thì Hương xin phép dừng tại đây nha cô chú anh chị các bạn ơi. Thì Hương Nga hẹn gặp lại cô chú anh chị trong video tiếp theo. Và thì Hương chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Cá này thì Hương sẽ đem đi thả lại nuôi. Cái này là cá chê con nha. Chị bye.